kìa, chiêu cuối, chiêu cuối, chiêu cuối, chiêu cuối đi, chiêu cuối đi. Ui rồi ôi, chưa lấy chiêu cuối được. Pha đây có chiêu cuối là cuối cuối đứa đi rồi. Trên công đầu đến từ vị trí của Terry. Rất còn rất là nhiều những cái đam đang ở trong trụ. Hết máu rồi. Tuy nhiên ra của chúng ta lúc này mới kịp lên level 4 thì phía bên kia họ cũng đã biến về mất rồi. Vẫn ăn được con rồng, tuy nhiên vị trí Butterfly từ đâu ra các bạn ạ? Mình còn chưa để ý là Butterfly từ đâu ra cho nên là không kịp chạy, nhưng mà vẫn kịp ăn cho đồng đội con rồng. Chúng ta sẽ lên ăn tà thần luôn cái pha tử bí này. Một trong những cái lần hiếm hoi khi mà tôi chết luôn đầu trận không để ý. Chúng ta đã có lợi thế về lính rồi đây các bạn ạ. Chuẩn bị sang thế đầy trụ được rồi. Chị cũng đã hồi, khi này Terry cũng đã cấu rỉa vị trí rồng rồi. Tuy nhiên thì Erin đang cụt sâu trong khu vực phía dưới. Có hôn gió không? Có nụ hôn gió không? Nụ hôn đến từ thần chết. Nụ hôn đến từ thần chết. Có băng vào đến từ Nagrod. Có sử dụng gươm hành quyết. Mình có vào để cứu vị trí team mình, nhưng mà tuy nhiên thì cũng không cứu được. Bởi vì khi mà sát thương đến từ trụ nữa, vị trí Arum cũng đã phải nằm xuống. Mình sẽ phải lui ra cho đồng đội mình hỗ trợ. Nhưng mà mình đã ăn được con Blue rồi. Không biết là Terry có ăn được hay không. Anh có sử dụng tốc biến hay không? Tốc biến rồi. Đi qua trụ bên kia rồi. Terry đã ăn được mạng. Mình chắc có lẽ là sẽ ăn được con bùa đỏ nữa thôi. Tuy nhiên thì Hayate cũng đã đi vào sử dụng chiêu cuối rồi. Bão phi tiêu rồi. Tuy nhiên thì vẫn bò về được. Có sự support đến từ Vera. Có hôn gió hay không? Có bão lá. Có bão lá các bạn ạ. Bão lá thì mình cũng sẽ lấy lại cái trụng giữa của team bên kia thôi. Khi mà thực sự là không cứu được bao giờ rồi. Bây giờ sẽ phải lên khu bên trên để mà hỗ trợ Malok lấy luôn cái trụng khu bên này. Ở đây mình sẽ sử dụng chiêu cuối nhưng mà Malok nha. Có tất cả những cái chiêu gì sẽ bung ra hết liền luôn đi. Bay luôn vào. Có thể là bay luôn vào cũng được. Đấy, ông cấu rỉa cho nó. Để ý con Butterfly không thì sao nhá. Để ý Butterfly. Lui vào sâu quá rồi. Đây mình đang xem vị trí kia nó có vào hay không. Thằng Hayate nó có. Hayate bằng trụ các bạn ạ. Bằng trụ thì nó cũng sẽ phải trả giá thôi. Lúc này Butterfly đang lên đường trên rồi. Nó sử dụng chiêu các bạn ơi. Hai chiêu luôn rồi. Butterfly đã sử dụng hai chiêu luôn rồi. Có tích được nội tạng. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ phải kìm hãm sự sung sướng lại. Lúc này team mình đang giành chiến thắng. Ăn nốt tiếp con Caesar. Di chuyển với chúng ta Terry và có sự support đến từ vị trí nào không? Không thấy vị trí support rồi. Họ không thể băng vào được. Lúc này mình vẫn có chừng trị, không sợ. Mình sẽ thả dòng đứng giữa, có khả năng là như vậy. Thôi thả từ giữa đi các bạn nhỉ. Xong xuống dưới này ganh này. Xuống dưới này combat này, đây có hai đứa dưới này này. Thôi ăn hỗ trợ đồng đội ăn hết con rồng đi xong xuống kia. Combat luôn, không mất trụ dưới rồi. Hôn gió đi, hôn gió đi. Hôn gió là kịp thời rồi. Liệu có hôn gió thêm phát nữa không? Có, chói. Có một pha quẹt bão lá đến từ vị trí của Chrissy. Tuy nhiên thì không trúng đồng đội của chúng ta. Có tốc biến, có hôn gió chiều cuối đến từ Vera. Đã gục đi Chrissy rồi. Di chuyển khu vực phía trên, Malok đang tiếp tục đẩy sâu vào khu vực phía trên. Và Butterfly đã phải lui về phía ôm trong trụ rồi. Lúc này quân của chúng ta đang di chuyển ra khu phía mid. Một trong những cái đường then chốt đến từ đội bạn. Có lẽ là hôn gió và sử dụng chiều cuối đến từ Nagrod thì hợp lý. Rất là hay. Một pha phối hợp đến từ vị trí hôn gió. Vera. Cô giáo mù. Đây chúng ta sẽ phải di chuyển sang khu phía này. Để mà tiếp tục đẩy lính vào sâu khu bên trong. Đây rồi. Có làm choáng kìa. Ui giời.
Tuy nhiên thì không có hôn gió đi lên đi không sợ đâu. Đồng minh còn rất nhiều đứng ở bên trên, có cả vị trí Arum nữa thì chúng ta rất là trâu rồi. Arum xả thả chiêu đi. Thả hổ về rừng đi. Đây, hôn gió đâu, đứng gần đây. Này, băng trụ được đây, băng trụ được này. Mình sẽ cứu Hayate phát này. Ui giời ơi, Hayate kìa. Bây giờ chỉ một quyệt thằng Hayate là bốc hơi rồi. Một quyệt các bạn ạ. Bây giờ hôn gió sang bên này đi. Hayate nó chỉ cần ra khỏi trụ phát là chết này. Chạy ra khỏi chiêu đi. Dính dính trụ nhà cắn rồi. Hết hết mana. Từ từ đi bộ về. Ăn nốt con blue đã. Chúng ta đã bóc tách được cái lượng trụ ngoài của địch rồi. Bây giờ là thời điểm mà bắt AD nó phát nhỉ. Không được, không được, lui lui lui. AD nó sử dụng tốc biến kèm với lật chiêu 2 di chuyển nhanh. Đang đợi đồng minh lên nhiều một chút. Mình đang bay nhảy để mà thôi ăn tà thần được rồi. Bây giờ mình sẽ gạt gạt vào đây để họ ra chiêu, gọi là để cho họ nhìn thấy là mình có ăn tà thần. À, từ từ đã. 14 giây nữa trừng trừng phạt mới hồi cơ. Ui ui. Hết hết máu rồi, hết máu rồi. Đi về. Đồng minh của chúng ta vẫn đang rất là hổ báo, có chiêu cuối đến từ Man Lốc rồi. Hiệu ứng slow motion cũng khá là hay. Họ cũng đã thả xe ra ra khu phía ngoài rồi. Tuy nhiên thì cố gắng ăn được cái trụ đó thì cũng sẽ tăng tỷ lệ thắng của chúng ta lên. Wow, Vera có lẽ là một pha đi hơi sâu. Violet cũng đã tích được nội tại rồi. Mình thử vào quẹt cái trụ đấy nhưng mà không có đồ. Đấy, Shiva tử rồi, với Dash lính trên đi. Bắn đường lính này, cắt đường lính này nè God. Đây. Nhanh thôi. Bây giờ là một trong những cái thế delay rồi, bị delay game cũng khá là lâu rồi đấy. Và team bên kia cũng đã hồi phục lượng vàng khá là nhiều. Chênh lệch khoảng tầm 3k vàng thôi. Khoảng tầm hơn một món đồ rưỡi. Butterfly cũng đã nhảy bổ vào rồi, có hất tung. Mình có đi qua bên kia được, tuy nhiên thì cũng chỉ là lấy điểm hỗ trợ thôi khi mà Butterfly cũng đã hết máu rồi. Chiêu cuối sẵn sàng để băng trụ. Lúc này đánh hai ra tê thì ngon kìa. Phải để lại tên lính. Có bụi, trong bụi có Chrissy kìa. Chrissy sử dụng mưa sao băng rồi. Hết chiêu mưa sao băng rồi. Mình bắt đầu mình có ấy rồi, không sợ rồi. Có giáp hồi sinh à. Dọa một chút thôi. Thắng luôn rồi, thắng luôn rồi. Thôi thắng luôn đi, đi nấu cơm cái này.